chay để chúng con dành thời gian đặc biệt này để trở về bên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng con, đôi khi có những lỗi lầm, có những thiếu sót, nhưng với lòng từ bi của Chúa, mỗi lần chúng con chạy về bên Chúa, Chúa sẽ giang tay ôm chúng con vào lòng và tha thứ hết tất cả những tội lỗi của chúng con. Và giờ đây chúng con dâng lên Chúa bài hát Mùa Chay Đã Về để cảm tạ tình thương mà Chúa đã cho chúng con. Là bao thương mến Chúa yêu ta thật tình, lời Chúa dạy hôm nay là nguồn sức sống vô biên, mau quay về với Chúa, ăn năn lấy tội mình. Một là sống yêu thương, là tìm nơi Chúa ta cho đi thì dù có thiếu mãi mãi vẫn đầy nó. Mùa chay đã về rồi bạn ơi, đời ta là bao thương mến Chúa yêu ta thật. Thôi hết rồi bạn ơi, từ biệt tâm tối đi thôi, mau quay về với Chúa, ăn năn lấy tội mình, thật thà thứ tha nhau, xa lìa bao tâm tối, ta cho đi thì dù có thiếu. Là bao thương mến Chúa yêu ta thật tình, lời Chúa dạy hôm nay là nguồn sức sống vô biên, mau quay về với Chúa, ăn năn lấy tội mình. Một là sống yêu thương, là tin nơi Chúa ta cho đi thì dù có thiếu mãi mãi vẫn đầy nó. Ta cho đi thì dù có thiếu.